chợ hôm nay. Moon đúng không bác? Moon đúng không nhỉ? Cái Moon đúng không? Bao tiền đấy bác? Biết của người nào rồi? À không biết rồi. Đây là cây gì đó? Ok nhỉ? Moon đen hay Moon vàng? Có vẻ như Moon vàng. Hoành tráng chưa? Chậu khoảng độ hơn 1 mét. Như con trâu đúng 6 triệu đấy, 6,5 triệu đấy. Cây này đó bán hộ, bán hộ cả mấy cây này thôi. Đây là bác xem những cây mùn đây, xem có chân chứ. Tất nhiên hàng khai thác thì là không có chân đâu, may mắn lắm mới có cái chân. Khai thác đào rừng như thế này là đẹp rồi. Đây này cây mùn. Cái bụi hồng mặt tạng đẹp quá, to trà lá luôn. Cây này thì làm kiểu rừng ấy rồi, như những cây cột điện lên thôi, như những cái cây cuối này. Cây to là mình chịu rồi, cho về quê mình đi chơi được. Không phải xanh, không biết có phải xanh không, xanh xi ấy nhỉ. Xi nhầm chủ, nhầm chủ mà vẫn bán như thật đấy. Thôi được, không sao, vui mà. Cái này không biết của ông nào. Tưởng lại vớ được. Phá khoái ông em 4 lít rồi múc. Cái này có ông nào biết nhiều tiền không? Cái này cái muội hồng. Đấy, muội hoặc là mun đấy, mun muội. Nhìn như con trâu ấy nhỉ. Dũng Khùng này bán ác nhỉ, hôm nay lại lên này. Ông Dũng Văn Giang ấy. Anh bây giờ nhìn không thấy mà chắc đi uống nước. Ngủ quá vì thế nhấc mẹ lên xe. Xe đi về rồi. Để đi gửi đây vừa mới ra mà. Lấy thì bao tiền? Đấy. Đây cây gì? Tí nữa thì chiếc xe đi luôn rồi thì thôi. Đâu nhưng mà thằng này nó quen ở đây thì lấy lại được, không sao. Đi đâu đâu mà lo. Anh bây giờ nói chút, anh ở dưới là anh mua hộ chú. Rồi, rồi, xong rồi ạ. Tốt nhá chú, cộng anh cho anh 100. Chú tốt, em không có cả nữa mày. Tại vì nhìn Facebook xấu hơn, ngoài đẹp hơn. Đúng rồi, ngoài đẹp hơn. Đưa Facebook rồi. Chú mua 1,8 triệu rồi, nhớ bán. Thì em, anh bảo em thế thì em ở dưới nhiều người rồi. Nhìn cũng quen. Các bà nó cũng máu lại nè. Người tao nó dài, nó dao 2 triệu thì có tăng 18 triệu nó cũng bán. Đấy, vừa ở chợ chả biết thế nào một lần. Hôm nào gom cho ít cái loại này, nhiều lắm. Thật, nhà cái bà có vườn phải đến 500 gốc kìa. Vâng. Cứ hay hay là chơi thôi. Chẳng đúng.
mời các bà đừng có sờ mắt nó bay mất mắt đấy. Rồi, rồi một cái buổi sáng vui vui đấy mà làm tiền chết tiền mấy em được chả cần chả cần đánh luôn cả xe máy đây điện được rồi anh. Thế bác nào sở hữu ở đây? Được gọi là cái lồn thôi. Nhiều người thích. Cái này là đẹp. Cái này mất công vật lá ở thân cây. Quái là mình đi ra xe rồi, sợ mất lại quài khoảng ở đây. Sáng nó giả nó triệu không bạn. Giá nó hồng đen giả triệu không bạn. Sao bán bao nhiêu đấy? Triệu đúng đấy. Mà vừa lại gọi nó có nghe máy xong nó điện lại. Thì mới bảo cho anh em lấy cho bao nhiêu. Mới rồi. Cái đó ông nào lấy chưa? Không, xong rồi, xong rồi. À, xong rồi. Chiều xong rồi. Vui quá, lúc ý mà nhắc lên xe thì thôi. Bảo rồi, anh quyết là anh quyết được. Đấy. Khủng. Quái rồi, mẹ lạc lạc ở cái chỗ đống PC này nè, bác này. Bác cái, đấy, nhiều khi ra chợ là phải tỉnh. Bảo 400 cái múc luôn. Cũng báu vật. Thì đây, còn những cái này thì vui vui thôi, cũng có giá, có cây này được. Cây này được. À, mình nhìn thấy quen quen. Rồi, đấy là có một cái buổi sáng nó hay ho chút. Tất nhiên mình thì quanh quanh ở chợ cả ai thiệt thòi với mình đâu. Đấy. Kiểu như vậy cái trâu luôn. Đấy. Bẹt như là thế này, chân chiếc được. Định nhắc lên kia rồi ấy, xong rồi thôi gửi ở đây không? Tí đi chơi là ông đính thế là dính cước. Cái quái nào múc luôn nó nhanh. Ừ. Phải không biết được ông lại bán thực vật. Không đấy thế nhiều khi đâm ra không hay. Không biết bán hậu vật nào. Còn nhất là không phải của mình đừng có bán. Cần luôn đi không thì nó ra nó bỏ. Đùa chứ 2 triệu múc. Nhưng mà đang buồn cười lắm rồi quảng lại đây cả. Ui giời. Ui giời. Ông nào đấy thợ chắc thợ thuyền nên mua mốc cát đấy. Về luôn không mất đấy. Không, giờ này thì không sợ mất rồi. Tại vì nó sáng rồi. Đấy. Nhưng mà cái quái nào cái cây này lại lúc ở cái xó kia. Cho nó ra ánh sáng. Cái này phiên thứ 2 đấy. Trước à, em không để ý. Hôm trước em không ra. Trước không ra. Trước có ra. Nhưng chắc không không luyện rồi đấy. Không luyện nó không có biết. Có thấy lâu có thấy ông đấy đi chợ đâu nhỉ? Nó nghỉ thời gian dài. Giờ mới lại đi được 3 buổi. Rồi. Vui. Hả? Và hôm nay cũng có dạo này các bác bán hàng cao cấp thế. Thấy có tí xem là có cái gì hết. Đây là cái trọng nổ ra, cái này là đánh. Trong trọng nổ ra. Đánh lâu rồi, mà đây là đánh cho cái tao mà chẳng nguyên là bao lâu rồi. Rồi. Để sang phụ cái đấy, có con này cũng được. Con kia thì hay hơn. Con kia. Con nhiều kiểu lắm. Con kia về biến được nhiều kiểu. Cái kia thì nó dễ làm hơn. Có cốt. Có cả tay rồi. Con này ví dụ mà tay cũng cùng luôn vừa rồi khách Thành Thất mua cái để chú thích bạn. Đấy. Thì là mua rồi nhưng mà ông kia ông bán nhầm. Anh ơi. Con này bây giờ mình cho bay cái này đi. Tử đang đẹp. Nhưng mà bác định làm dáng gì mà bác cho bay cái đấy đi? Cứ thế đẹp thì mua. Không ý là tại sao bác lại cho bay ý đi? Đục làm cây cao. Quan trọng mình ý mình muốn làm thế nào ấy. Cũng được, ngọn sang bên này. Làm bên này nhỉ? Cái tay ra đây. Để làm ngọn tử. Tử nó treo lên cao này ha. Cho bay ra lại cài xuống dưới nó vẫn sống bình thường. Cây này về làm thành cây lùn ba vai được. Thế phải biết đục. Thì cứ để nguyên phải biết đục. Còn không thì cứ chơi công cao này. Sau nó ra mầm thoải mái mà nghĩ. Sau nó phun những cái mầm bằng ngón tay thì thoải mái mà nghĩ. Thì lúc ý thì muốn làm dáng nào cũng được. Chỗ nào nó có dữ liệu. Uống vải được. Đấy, nếu mà bí không biết làm nào thì cứ nuôi đi. Sau nó ra những mầm. Mua gì chưa? Đang vừa múc hụt một con.
Một người chết cười sáng ra. Con thế nhỉ? Ông ấy bán hộ nhưng mà ông không biết bán mở 4 lít là mình múc luôn. Mua hột. Không bán nhầm. Mua rồi. Trả tiền rồi. Ông ấy bảo 4 lít trả 4 lít luôn. Xách ra thì ông bảo nhầm mẹ rồi. Nhầm á? Mấy triệu rồi. Ông ấy nhầm á? Ông này bán hộ nhưng mà báo giá nhầm. Ông chủ cái quảng gửi ra đây thì ông kia ông mới biết, ông bảo chết mẹ ông này ông bán nhầm mất rồi. Đòi lại. Thế có ông múc luôn củ tán rồi. Đi lại. Tiếc quá. Ông phi mất về mất rồi. Cái củ đẹp nhỉ? Đẹp. Đấy trên 2 đồng 3 đồng mua. Quê à? Quê. Đấy, quất con đấy về thì chơi với gấu. Ông này ông gấu không? Hôm nay về thì làm vớt, vớt được nhiều. Dài bò. Đấy, khoa đang làm cái vui. Hãy sang lại chỗ kinh dâu.